Hà Nội, hàng trăm quái xế Nepo ở Mỹ dọc tuyến đường cầu Nhật Tân tối ngày 18 tháng 12, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an quận Tây Hồ đã huy động các tổ công tác 141 hóa trang kết hợp với lực lượng công an tuần tra kiểm tra, cắm chốt dọc đường võ trí công, Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân và khu vực ven bờ hồ Tây thuộc địa bàn phường Nhật Tân quận Tây Hồ Hà Nội. Lực lượng phối hợp có nhiệm vụ phát hiện, chặn giữ và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô phóng với tốc độ cao, lạng lách. Gầm rú ga ầm ĩ gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người đi đường và người dân sống quanh khu vực. Chỉ ít phút sau khi triển khai đội hình, các tổ công tác đã áp sát khống chế đưa hàng chục đối tượng cùng phương tiện vi phạm vào vị trí kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu, độ lại những phần máy pô nhằm gia tăng tốc độ và âm thanh, che mờ biển số lắp thêm đèn còi. Đáng chú ý một số quái xế khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính lại thể hiện thái độ bất cần. Có trường hợp thanh niên đi xe phân khối lớn khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra đã không chấp hành, cố tình tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy. Một số thanh niên bước đầu khai nhận hàng tối vẫn hẹn hò nhau trên mạng xã hội để tổ chức khoe xe và nẹt bô vì thấy vui thể hiện bản lĩnh của mình. Trung tá Trần Quang Vinh, đội trưởng đội tuyên truyền và giải quyết tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thuộc địa bàn quận Tây Hồ vô cùng bức xúc phản ánh hiện tượng hàng đêm, hàng trăm xe máy độ lại pô, ống xả gây tiếng ồn, gầm rú chạy trên đường. Từ phản ánh của người dân và sự chủ động nắm tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng các đơn vị xử lý triệt đẻ. Thống kê ban đầu từ 20 giờ đến 22 giờ tối ngày 18 tháng 12, Công an các phường Nhật Tân, Xuân La, quận Tây Hồ đã tiếp nhận hơn 100 mô tô phân khối lớn, gây náo loạn mất trật tự an toàn giao thông quanh hồ tây cùng các quái xế để phân loại xử lý